Sau một tuần lên sóng, Cẩm Tâm Tự Ngọc đã thành công chinh phục trái tim của khán giả yêu phim Hoa ngữ khi chính thức cán mốc 1 tỷ lượt xem trên nền tảng trực tuyến. Từ sau những chuyển biến tích cực trong mối quan hệ của Thập Nhất Nương và Từ Lệnh Nghi, fan hâm mộ của bộ phim đang từng ngày mong chờ những tình tiết ngọt ngào mới của cặp đôi. Trong đoạn clip vừa được chia sẻ, cộng đồng mạng lại tiếp tục điều đứng trước sự ga lăng và quan tâm của Từ Lệnh Nghi dành cho Thập Nhất Nương. Đặc biệt là cảnh Từ Lệnh Nghi tự tay cài trơm nền tóc giúp vợ, còn soi hình hai vợ chồng trong gương cười hạnh phúc, hay hành động bế vợ lên giường ngủ và ân cần tháo giày cho vợ, một nụ hôn nền trán vợ hay ăn thử món ăn mà vợ thích mặc dù mình rất ghét và không ăn bao giờ. Tất cả những hành động này đủ để thấy Từ Lệnh Nghi đã dành rất nhiều tình cảm cho Thập Nhất Nương. Để cập nhật những thông tin mới nhất, cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.